đội tuyển Hà Lan có lẽ nằm trong tiềm thức của những người yêu trẻ bóng tròn ở thế hệ trước đó tại Việt Nam rất nhiều. Khi họ có cho mình bộ ba Hà Lan bay, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten chơi vô cùng xuất sắc. Bên cạnh đó còn là những ký ức đáng nhớ ở các giải đấu lớn như Euro hay World Cup. Tuy nhiên, cơn lốc màu da cam vẫn còn đó rất nhiều điều thú vị để chúng ta có thể khám phá. Sau đây, hãy cùng Cảm Show đến với 10 sự thật thú vị về nền bóng đá và đội tuyển Hà Lan trong phần sau của video. Nhớ bấm like, subscribe để ủng hộ cho Cảm tiếp tục sản xuất những video chất lượng khác đến với anh em. Kém duyên với World Cup. Nhắc đến đội tuyển Hà Lan, ngoại trừ bộ ba Rijkaard, Gullit, Van Basten hay huyền thoại với những cú ngoặt bóng chứ danh Johan Cruyff, thì còn đó là niềm tiếc nuối về chiếc cúp vàng thế giới đã vắng bóng xuyên suốt lịch sử của quốc gia yêu trẻ bóng tròn này. Khi câu lạc bộ màu da cam đã có tới 11 lần tham dự các kỳ World Cup, nhưng chưa lần nào những thế hệ tài năng của Hà Lan được nâng cao chức vô địch. Đáng nói hơn cả, Hà Lan đã có tới 3 cơ hội để chạm vào chiếc cúp vàng lần đầu tiên, lần lượt vào các năm 1974, 1978 và 2010. Trong mỗi trận chung kết ấy đều là những niềm tiếc nuối riêng của bóng đá Hà Lan, khi những năm 70 của thế kỷ trước, cả làng túc cầu phải sợ hãi trước thứ bóng đá tổng lực chứ danh của câu lạc bộ màu da cam. Nhưng cuối cùng, họ vẫn phải nhận lấy một thất bại đáng tiếc trước người Đức vào năm 1974, Argentina 1978 và cuối cùng là những đầu ngón tay từ Iker Casillas của Tây Ban Nha năm 2010. Tuy nhiên, kém duyên với chiếc cúp vàng thế giới là thế, nhưng đội tuyển Hà Lan trong những lần góp mặt của họ tại sân chơi World Cup vẫn là một thế lực vô cùng đáng gờm. Khi tính cả Qatar 2022 thì Hà Lan đều vượt qua được vòng đấu bảng 9 trên 11 lần họ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Điều này đã cho chúng ta thấy rằng cơn lốc màu da cam vẫn sẵn sàng cuốn phăng đi mọi vật cản ở sân chơi World Cup. Bóng đá tổng lực. Catenaccio từng bị xem là chiến thuật bóng đá tiêu cực nhất trong lịch sử tồn tại của môn thể thao vua. Điều đó không có gì quá đáng cả. Nhưng chính nhờ Catenaccio chúng ta mới có Toto Football. Sự xuất hiện của bóng đá tổng lực đã khiến cho người ta phải thay đổi cách nhìn nhận về trái bóng tròn. Cũng vì Hà Lan 1974 quá hay, quá mê đắm nên chúng ta vẫn mặc định những người Hà Lan chính là những người đã sáng tạo ra bóng đá tổng lực và Rinus Michel vẫn được xem là cha đẻ của phong cách này. Những nguyên tắc cơ bản nhất của bóng đá tổng lực là các cầu thủ không bị gắn chặt vào những vị trí cố định, đội hình xoay chuyển liên tục, cùng công, cùng thủ đã được triển khai từ trước đó khá lâu, từ những năm 1950. Bóng đá tổng lực có thể có nhiều nguồn gốc khác nhau, nhưng những nhà nghiên cứu bóng đá đều khẳng định nó chỉ có thể đạt tới đỉnh cao ở đội tuyển Hà Lan. Bóng đá tổng lực về cơ bản là vấn đề làm chủ không gian. Dù đẹp đến mấy hay đến bao nhiêu thì vẻ đẹp mà đội tuyển xứ Hoa Tulip mang lại cũng đành thất bại trước kỷ luật thép của người Đức vào năm 1974. Mối thù Hà Lan-Đức. Nếu ai thường xuyên theo dõi nền bóng đá của hai nước Đức và Hà Lan thì cũng biết được hai nước này là kỳ phùng địch thủ với nhau trong rất nhiều trận đấu. Trong lúc bóng đá của Hà Lan dưới sự chỉ dạy của huấn luyện viên Johan Cruyff được cho là vô cùng ấn tượng và sẽ gặt hái được thành công, thì Đức đã dập tắt niềm hy vọng đó khi đánh bại Hà Lan và ung dung lên ngôi vô địch World Cup 1974. Trận đấu này cũng mở ra hai sự đối lập của hai nền bóng đá. Hà Lan theo đuổi thứ gọi là sứ mệnh triết lý, thì ngược lại, Đức cho thấy một lối đá thực dụng vô cùng. Mấy mươi năm qua đi, nhiều nền bóng đá các nước đã có sự thay đổi, song chỉ có Hà Lan và Đức vẫn đối lập nhau. Nếu Đức có chiều hướng đi lên, thì Hà Lan sẽ gieo mình xuống đáy thất bại. Lúc này, Đức đã có thể ca lên bài ca về triết lý vô cùng cao đẹp. Gặp lại ở World Cup 2010, người ta thấy Hà Lan đang đạp lên dấu chân của lối đá thực dụng. Tiếp tục, đó vẫn là sự đi lên của người Đức với chức vô địch World Cup 2014. Còn Hà Lan thì dường như biến mất khỏi bản đồ bóng đá quốc tế. Liên tục trong Euro 2016 và World Cup 2018, họ đều chẳng vào nổi vòng bảng. Và bây giờ, sự đối lập vẫn đang không dừng lại khi Hà Lan đang viết tiếp hành trình World Cup 2022, thì Đức lại ngập ngùi chia tay vòng bảng với sự thất vọng tột độ. Bên cạnh đó, Hà Lan và Đức còn cạnh tranh nhau đến từng cá nhân. Khi cơn lốc màu da cam họ sở hữu cho mình Johan Cruyff, thì những cỗ xe tăng Đức lại có Frank Beckenbauer. Khi hoàng đế nước Đức nổi tiếng với phong cách lịch lãm, khả năng lãnh đạo tập thể tuyệt vời cùng sự kỷ luật trong từng pha bóng, chính ông đã giúp đội tuyển nước nhà đăng quang chức vô địch thế giới năm 1974. Đối thủ của Beckenbauer là danh thủ người Hà Lan được biết đến với tư cách là thành viên nổi tiếng nhất của triết lý bóng đá tấn công tổng lực từ Rinus Michel. Johan Cruyff và Frank Beckenbauer từng đối đầu nhau tại chung kết World Cup năm 1974
trong trận đấu mà Đức là đội giành chiến thắng chung cuộc và vẻ đẹp của bóng đá tổng lực phải chào thua trước sự kỷ luật đến từ người Đức. Nền tảng Suriname cho người Hà Lan bay. Lịch sử bóng đá Hà Lan từng ghi nhận nhiều tuyển thủ có gốc gác nước ngoài, nhưng những cái tên đến từ quốc gia nhỏ bé Suriname như Gullit, Rijkaard, Nigel de Jong quả thực rất đặc biệt. Sự đặc biệt ấy đến từ việc Suriname từng là thuộc địa của Hà Lan trong khoảng 300 năm. Mãi đến năm 1975, Suriname mới được tuyên bố độc lập sau khi tách khỏi Vương quốc Hà Lan. Thế nhưng, nhiều người dân ở Suriname vẫn rời đất mẹ của mình để đến cảng Amsterdam tìm kiếm sự giàu có. Sau khi Gullit và Rijkaard khởi nguồn cho khái niệm người Suriname chơi bóng trong sắc áo da cam của Hà Lan, vào cuối thập niên năm 1990, một loạt các ngôi sao đến từ Suriname, trong đó có thể kể đến là Edgar Davis, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert hay Jimmy Floyd Hasselbaink tỏa sáng trong màu áo Hà Lan. Trong báo cáo của FIFA vào năm 2009, gần 150 cầu thủ có xuất xứ từ Suriname đã và đang chơi tại giải vô địch quốc gia Hà Lan trong khoảng 10 năm gần nhất. Chính phủ Suriname từng ban hành điều luật hà khắc, trong đó có việc cầu thủ khi chơi bóng tại Hà Lan sẽ không đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển Suriname. Chính điều đó đã khiến tình trạng chảy máu tài năng tiếp diễn và quốc gia này không thể chấm dứt tình trạng nhìn các cầu thủ của mình thi đấu cho đội tuyển khác. Trận chiến Nuremberg tại World Cup 2006. Ở kỳ World Cup 2006, cuộc tranh tài giữa đội tuyển Hà Lan và Bồ Đào Nha đã được gọi là trận chiến Nuremberg. Trận đấu được diễn ra ở vòng 16 đội của World Cup và kẻ thắng cuộc sẽ gặp đội tuyển Anh ở tứ kết. Với tính chất quan trọng của trận đấu, nên câu lạc bộ da cam và Slavia châu Âu đã tạo ra một cuộc chiến thực sự trên sân cỏ. Cuộc tranh tài diễn ra tại sân vận động Nuremberg vào ngày 25 tháng 6 đã được ghi nhận có số lượng thẻ phạt cao nhất từng được rút ra trong một trận đấu tại World Cup. Trọng tài chính người Nga Valentin Ivanov đã rút ra 4 thẻ đỏ và 16 thẻ vàng trong một trận đấu. 20 chiếc thẻ đã được rút ra trong một trận đấu kết thúc với tỷ số là 1-0 nghiêng về Bồ Đào Nha với bàn thắng được ghi do công của Matic ở phút thứ 23. Số thẻ vàng nhận nhiều thứ hai trong lịch sử World Cup là 14 chiếc thẻ trong chiến thắng 1-0 của đội tuyển Tây Ban Nha trước Hà Lan vào năm 2010. Chỉ một lần vô địch Euro. Đội tuyển Hà Lan đã có tới 11 lần tham dự Euro, dù không liên tục góp mặt đều tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, nhưng họ cũng đã kịp có cho mình một chức vô địch vào năm 1988. Euro không được xem là thất bại đối với người Hà Lan như World Cup, nhưng những cơn lốc màu da cam cũng đã để lại nhiều sự thất vọng lẫn tiếc nuối ở giải đấu khu vực này. Lần đầu tiên đội tuyển xứ Tulip tham dự Euro là vào năm 1976, thời kỳ mà bóng đá tổng lực là cơn sốt trong làng tức cầu, thì họ chỉ ngậm ngùi cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Ngoài chức vô địch năm 1988, thì Hà Lan lại thể hiện một phong độ khá thất thường tại Euro. Mặc cho việc thường xuyên góp mặt ở các trận đấu bán kết, tứ kết tại giải đấu khu vực, thì Hà Lan vẫn có hai kỳ Euro vào năm 1984 và 2016 không vượt qua được vòng đấu loại. Trọng dụng huấn luyện viên nội. Kể từ sau nhiệm kỳ 4 năm của huấn luyện viên người Cộng hòa Séc, ông František Fridrichon năm 1970-1974, thì người kế nhiệm của ông là vị thuyền trưởng đã nâng tầm chiến lý bóng đá tổng lực Rinus Mikko đã đánh dấu việc đội tuyển xứ Hoa Tulip chỉ tin dùng hàng nội địa. Vị thuyền trưởng Rinus Mikko không chỉ làm cho thế hệ mê mệt vẻ quyến rũ của bóng đá tổng lực mà còn giúp cho những người Hà Lan khác tiếp thu và kế nhiệm nó như một nhiệm vụ bắt buộc. Và với sự thành công của bóng đá tổng lực nên Liên đoàn bóng đá Hà Lan về sau chỉ tin dùng những người sinh ra, lớn lên và hơn hết là có niềm tin tuyệt đối vào thứ triết lý bóng đá ấy. Nên kể từ nhiệm kỳ dài của Rinus Mikko thì câu lạc bộ da cam chỉ sử dụng các vị thuyền trưởng nội cho đến nay. Những huyền thoại Hà Lan bay. Nền bóng đá Hà Lan có lẽ chưa bao giờ thiếu đi những nhân tài, cái tên xuất sắc trên bản đồ túc cầu thế giới. Thứ duy nhất họ thiếu ở các giải đấu lớn có lẽ chỉ là may mắn. Khi nền bóng đá xứ Hoa Tulip luôn sản sinh ra những nhân tài xuyên suốt dòng chảy lịch sử của bóng đá thế giới. Thánh Johan Cruyff là cái tên mà chúng ta phải nhắc tới đầu tiên khi ông đã cải cách bóng đá từ khi là cầu thủ cho đến cả trên cương vị của một huấn luyện viên. Bên cạnh đó, bộ ba người Hà Lan bay Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten cũng ghi đậm dấu ấn trong thời gian họ chơi bóng. Và còn đó những cú sút phạt đến từ Ronald Koeman, các pha xử lý kỹ thuật của Dennis Bergkamp, sự xuất sắc trong khung gỗ của Edwin van der Sar. Hay còn đó là hàng loạt những cái tên khác như Seedorf, Robben, Snyder, Van Persie. Johan Cruyff từng là huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia Catalonia. Như chúng ta đã biết, thì câu chuyện chính trị giữa xứ Catalonia và Tây Ban Nha là vô cùng phức tạp.
Tuy nhiên, ở đó vẫn có một huyền thoại bóng đá mang trong mình một cá tính riêng biệt, đó chính là Johan Cruyff. Ông xem xứ Catalonia là nhà, còn câu lạc bộ Barcelona là gia đình của mình. Bên cạnh đó, Thánh Johan còn có những phát biểu mạnh mẽ về việc xứ Catalonia được độc lập. Ông chia sẻ trong bộ phim tài liệu The Last Game vào năm 2013. Chúng ta không thể nào lảng tránh khỏi chính trị. Và vì thế, sao chúng ta không hòa hợp bóng đá và chính trị vào một chút? Tôi nghĩ xứ Catalonia nên được tự quyết định hướng đi của mình và không có bất cứ một cá nhân nào có thể thay bạn quyết định lối đi cho tương lai. Những phát biểu có phần đanh thép ấy đã phần nào nói lên tình yêu của Johan Cruyff dành cho xứ Catalonia. Và chính tình yêu ấy đã đưa ông tới quyết định dẫn dắt đội tuyển xứ Catalonia vào năm 2009, năm 2013. Môn thể thao số 1. Không quá bất ngờ khi bóng đá được xem là môn thể thao vua tại xứ sở Hoa Tulip, khi tình yêu của người dân Hà Lan với bộ môn này có lẽ bắt đầu từ những năm 70. Khoảng thời gian mà câu lạc bộ màu da cam trình diễn một lối bóng đá tấn công tốc độ đầy mạnh mẽ đã lôi cuốn biết bao con tim trao cho môn thể thao vua. Tình yêu to lớn ấy được thể hiện bằng sự cuồng nhiệt trên khắp bốn góc khán đài mỗi khi đội tuyển Hà Lan ra sân. Khi theo dõi họ trên TV thì nhìn đâu chúng ta cũng bắt gặp những màu da cam rực rỡ. Đội tuyển Hà Lan cho thấy được sự trẻ trung, hợp thời đại với những cái tên tài năng trong đội hình của World Cup năm nay. Và để có được thành công nhất định như ngày hôm nay thì đội tuyển xứ Hoa Tulip đã phải trải qua vô vàn khó khăn và thử thách. Bên cạnh đó, cơn lốc màu da cam vừa là một nhà cách mạng bóng đá, vừa là một màu ký ức có phần u buồn nhưng cũng đầy rực rỡ trong tâm trí người hâm mộ.